giờ là bài 4 trong 10 tuyệt chiêu khiến cho khách hàng biết đến bạn ngay cả khi chưa cần gặp bạn. Cái kỹ thuật thứ tư này đó là chúng ta sử dụng kỹ thuật là Facebook Ads nghĩa là gì ạ? Đây là một cái dịch vụ quảng cáo của Facebook, và muốn chơi được cái dịch vụ này thì chúng ta phải cần có một cái fanpage. Thì fanpage thì tôi đã hướng dẫn bạn cái cách để tạo fanpage từ video trước rồi. Việc của bạn là có một cái fanpage rồi và cũng thường xuyên đăng bài theo đúng cái cách mà tôi hướng dẫn ở video trước rồi. Nếu bạn chưa xem video trước nha thì hãy nhớ pause dừng lại cái video này để xem video thứ ba. Có fanpage rồi, có nội dung của fanpage rồi thì bạn không chỉ đơn thuần là chạy theo cái kiểu chạy quảng cáo là cứ bỏ một đô ra để tiếp cận cái đối tượng khách hàng tiềm năng nữa, mà bây giờ có một cái cách để chạy quảng cáo hiệu quả hơn, đó là retargeting. Thì bạn có thể viết xuống là retargeting, nghĩa là như này, nghĩa là cái tài khoản quảng cáo Facebook của bạn đó thì nó sẽ sinh ra một cái đoạn mã. Bạn cứ có tài khoản quảng cáo Facebook thôi và có sinh ra một cái đoạn mã. Đây là một đoạn mã mà bạn gắn vào cái website của bạn, gắn vào website của bạn. Và khi gắn vào website của bạn rồi thì bất kỳ ai vào website của bạn, bất kỳ ai cứ vào website của bạn thôi thì ngay lập tức thì bạn set up một cái chiến dịch sẵn rồi, thì ngay lập tức là những người đấy sẽ nhìn thấy cái quảng cáo Facebook của bạn. Và để bạn mở rộng thương hiệu cá nhân giống như tôi của những năm trước đây, thì tôi thường set up một cái món quà tặng miễn phí gì đấy trên fanpage của tôi, sau đó tôi chạy đến cái đối tượng những người đã vào website của tôi. Nên ai đó cứ vào website của tôi thì ngay lập tức sẽ có những quảng cáo Facebook theo đuổi họ. Họ cứ vào Facebook của họ, họ vào Facebook của người khác, cứ vào Facebook thôi, họ sẽ nhìn thấy tôi bên phải hoặc là nhìn thấy tôi ở giữa màn hình luôn. Đó là những quảng cáo tặng quà của tôi hiện ở đó. Và vì tôi làm như vậy nên cứ ai vào website của tôi rồi, họ biết tôi một lần rồi, họ lại nhìn thấy cái Facebook của tôi hiển thị trước mặt họ nữa. Nên là cái cách này khiến cho khách hàng biết đến tôi và biết rõ về tôi hơn trước khi gặp tôi. Thì cách này rất là tuyệt vời và chúc bạn có thể làm tốt được điều này. Hãy nhớ lên Google search cái cụm từ khóa là làm sao để cài mã retargeting của Facebook vào website, thì bạn sẽ có câu trả lời rất là đơn giản. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.